Hải Phòng không được dự báo là điểm đến của bão số 8, cuối cùng lại là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão khó lường này. Vào tối và đêm qua, thì bão số 8 đã ập đến Hải Phòng với chiều gió liên tục thay đổi, cường độ gió mạnh và mưa lớn kéo dài. Đây là điều khá bất ngờ đối với người dân Hải Phòng, khiến cho họ gặp không ít bị động. Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Cường và Văn Khương trong ngày hôm nay khi cơn bão đã đi qua. Cứ nhìn những gì hiện hiện trên đường phố Hải Phòng hôm nay thì sẽ hình dung rõ nhất sức tàn phá của cơn bão. Hàng nghìn cây xanh, trong đó nhiều cây đã vài chục năm tuổi, giờ trơ gốc, gây nguy hiểm cho người đi đường. Cũng còn may, cơn bão mạnh nhất là từ tối đến đêm nên thiệt hại cũng nhẹ đi. Đường phố có mấy khi ngập đâu mà giờ mọi ngõ ngách đều là biển nước. Cái cơn bão này nó bất ngờ cho nên nó làm cho nhà tôi lụt nội, đêm không chạy làm sao kịp, nước cắt, điện không có cho nên là tạm thời hãy nhịn từ sáng đến giờ. Chỉ nghĩ rằng nó như cơn lốc bình thường thôi, không ngờ rằng nó rất là to, đó là mọi người không chuẩn bị để trèo chống và để gây đến tổn thất rất là nhiều. Trong nhiều gia đình thì dường như cơn bão vẫn chưa tan. Trang trại nuôi gà của bà Nguyễn Thị Rộng ở Kiến Thụy có đến hơn 1 vạn con. Đợt này dịch bệnh ít hơn trước nên gia đình cũng có đồng ra đồng vào. Đùng một cái, bão về. Sức gió giật cấp 11, 12 kèm theo mưa to khiến nhà bà trở tay không kịp. Gần 1.000 con gà bị chết rét, hàng ngàn quả trứng bị vỡ, thiệt hại lên đến vài trăm triệu đồng. Sau khi mỗi một cái cơn giật ấy, tim tôi về đó thôi thoát lên cũng rất là sợ, bởi vì nó mà sập trại mà trước là rất là nguy hiểm, bởi vì toàn bộ tài sản tập trung hết vào trang trại. Cơn bão lớn quét qua đã để lại bao sự lo âu với người dân Hải Phòng. Đằng sau lưng tôi là cánh đồng tôm cua rộng đến 100 hecta ở quận Đồ Sơn đang có nguy cơ mất trắng bởi nước dâng lên cao. Nước dâng cũng có nghĩa là bao chất chiêu mồ hôi công sức của người nông dân nuôi trồng thủy hải sản đang đổ xuống sông, xuống bể. Hơn 100 hecta, giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Nếu được rút bớt nước trước vài ngày thì chuyện đã khác. Mưa lớn, nước nhiều, tôm cua trôi đi hoặc chết vì ngạt nước. Cả đêm qua, anh Quyền túc trực ở đầm tôm, nhìn cua nả trôi đi mà không biết làm gì để ngăn lại. Đầm nhà anh rộng gần 1 hecta, đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày thu chỉ nuôi khoảng chục hôm nữa. Thế thì nếu mà thông báo mà bão về thì chúng tôi phải thu trước được khoảng 2 hôm. Chứ không, chúng tôi bây giờ là thiệt hại là cũng phải tương đối, nếu mà tính chính xác ra nó rơi vào khoảng 250 triệu. Mắt trắng đất, tất cả bà con nuôi tôm gần như rơi nước mắt không rơi được, bây giờ khóc cũng thế thôi. Chiếc tường này cũng bị sập vì cơn bão, nhưng tường sập thì xây lại nhanh, chứ đồng tôm giờ có rút nước đi thì cũng chẳng lấy lại được nữa. Bão số 8 đúng là rất khó lường và khiến nhiều người dân bất ngờ bởi đường đi của cơn bão này. Bão số 8 như các chuyên gia khí tượng thủy văn đã phân tích là một cơn bão mạnh, tuy không đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng cũng đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản đối với người dân ở nhiều tỉnh thành. Phóng viên Việt Cường hiện cũng đang có mặt tại Hải Phòng, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 8, sẽ thông tin chi tiết về những thiệt hại do cơn bão này gây ra đối với Hải Phòng nói riêng và các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc nói chung. Xin mời phóng viên Việt Cường ạ. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thành phố Hải Phòng, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng mạnh nhất của cơn bão số 8. Có thể nói, cơn bão số 8 là một cơn bão mạnh và mặc dù không hoàn toàn đổ bộ vào đất liền, nhưng nó đã ven theo bờ biển của một loạt các tỉnh từ Bắc Trung Bộ đến Bắc Bộ nên đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Và sáng nay tại Hải Phòng thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp khẩn cấp để thống kê sơ bộ những thiệt hại ban đầu do cơn bão gây ra cũng như tìm giải pháp khắc phục. Được đánh giá là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về tài sản tại phòng trong 10 năm qua, bão số 8 đã làm 1 người chết, 4 người mất tích và 7 người tại đây bị thương, chủ yếu là ngư dân nuôi trồng thủy sản và thủy thủ đang làm việc và neo đậu tàu thuyền tại huyện Cát Hải. Bão cũng đã làm hơn 2.000 hecta lúa mùa cùng hàng nghìn hoa màu, cây vụ đông cũng bị ngập úng. Có khoảng hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái và hàng trăm ngôi nhà bị đổ. Toàn thành phố đã mất điện và mất nước. Sóng to gió mạnh cũng làm đứt neo 3 tàu lai kéo giàn khoan GFSK Hawaii của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hiện giàn khoan và những người trên đó đã được đưa về vị trí an toàn. Thưa quý vị, sau khi đi dọc bờ biển Đông Bắc thì bão số 8 đêm qua đã quần thảo khu vực tỉnh Quảng Ninh. Tại huyện đảo Cô Tô thì gió đã mạnh cấp 7, cấp 8 và có lúc giật trên cấp 10 và gây ra những trận mưa to nhất tại huyện đảo này từ đầu năm đến nay. Trong đêm qua,
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đảo Cô Tô đã cứu được một ngư dân tại xã Đồng Tiến bị trôi dạt trên biển, cứu được một ngư dân khác bị thương và do va đập vào thuyền bè. Rất may là không có thiệt hại về người. Ngày hôm nay thì tất cả các học sinh trên huyện đảo đã nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 8. Còn tính trên toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thiệt hại do bão số 8 ước tính khoảng 45 tỷ đồng, trong đó có 2 người mất tích. Và tại Thái Bình, thiệt hại do cơn bão số 8 đã ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi bão tan thì lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã cùng với các địa phương khắc phục hậu quả, chỉ đạo tiêu úng cứu lúa, hoa màu và đầm nuôi thủy sản, hải sản, chủ động sửa chữa, khôi phục các công trình phòng chống lụt bão, nhanh chóng khắc phục hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, đảm bảo giao thông thông suốt, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết ổn định đời sống nhân dân. Và ngay tại một địa phương ở Trung Trung Bộ, đó là Quảng Bình, mặc dù cơn bão số 8 chỉ ảnh hưởng gián tiếp nhưng cũng đã gây ra một số thiệt hại rất nặng nề cho địa phương này. Bão số 8 đã tạo ra những đợt sóng cao hàng chục mét đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường nối đảo Hòn La và Hòn Cỏ thuộc dự án đường nối khu kinh tế Hòn La và khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến Châu Văn Hóa. Những đợt sóng cao từ 10 đến 15 mét đã làm sạt lở nghiêm trọng hạng mục công trình tuyến đường nối đảo Hòn La và Hòn Cỏ kết hợp đê chắn sóng thuộc khu kinh tế Hòn La. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng cơn bão số 8 là một cơn bão có diễn biến khó lường, có cường độ mạnh và đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, trong công tác ứng phó với bão cũng có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, đó là tâm lý chủ quan của người dân. Mặc dù một số địa phương đã liên tục nhắc nhở người dân là di rời đến nơi an toàn và không ở trên thuyền, tuy nhiên thì một số người dân vẫn còn tố chấp và lo ngại cho tài sản của thuyền bè mình đã quay trở lại thuyền. Và điều này thì đã gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão. Và bây giờ xin trở lại với trường quay S4. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Việt Cường về những thông tin mà anh mang đến cho quý khán giả về những thiệt hại của do cơn bão số 8 tại các địa phương.